Chào mọi người, hôm nay thì Chiên lại về mấy cái khía nhám, bước to và bước nhỏ nhé. Thì đây là cặp khía nhám hai quả, dòng to nhất rồi. Hàng Nhật bãi nhé. Bước này nó tương đương với lại là 14 răng. Ký hiệu thì là 14 răng. Bước thì bước tầm bước 2 đi. Bước lớn nhé. Quả này là bước lớn nhất, nhiều bác cần cái loại này để cán mấy cái hoa văn trên tay nắm, tay lúm này kia. Đó, loại này lớn nhất rồi. Còn loại này vừa vừa này. Đó, loại này là 18 này. À 16 răng trên quả này, còn loại này là 20, nó hơn chứ. Đó. Ba dòng này. Đó. Bác nào cần thì liên hệ giá tốt cho anh em. Cây này như hôm bữa hỏi bên hãng của hàng USA giá 10 triệu một cây. Quả này thì 1 triệu một quả. Mình hỏi xong mình cũng thấy giật mình luôn. Và đây còn hai cây loại này, nhám thẳng, nhám gai thẳng, cán là cán 16 hết nhé. Còn đây có cây này nhưng mà nó này chưa đúng quá, mới này mất chốt, mình chưa có giáp. Đó, cây này đi, nó là tuyệt vời rồi. Cây này mà nó còn quá là đúng bao xài luôn. Đó, cây này đúng là Nhật, nó có cái rãnh trượt lên trượt xuống, nó có hai cái chốt định vị trượt lên trượt xuống để lựa tâm. Đây như cái quả này mới là sướng, quả này bước 2 đi đẹp vô cùng luôn. Đó. Thì anh em nào còn thì liên hệ trên điện thoại 0989821011. Trên kênh YouTube của Chiên thì có rất nhiều sản phẩm Chiên úp lên, video úp lên cho mọi người coi. Thì anh em nào thấy hay và cần về dụng cụ muốn chia sẻ cho anh em thì đừng ngại chia sẻ cho anh em trên trang cá nhân để bạn bè được mua được những sản phẩm tốt bên Chiên. Thì hàng ngày em còn Chiên sẽ đăng lên, thì anh em nào cần thì liên hệ. Mấy cái quả này đụng lúc là công việc tay lắm hay là tay lắm tarot, tay lắm máy thiện, tay lắm này kia thì rất là cần tới nhá. Có những bác thì thờ ơ chủ quan, lúc thì không cần tới đâu, nhưng mà đụng việc cái là coi như chạy nhốt này. Đó. Như cây này là người ta có thể cán được cái quả cán của máy nước mía luôn này. Thì to sóng bước đến bước 2 ly cơ mà. Đó. Này mà cán thì quá tuyệt vời rồi, rất là đẹp. Nên là lâu lâu mới săn được cái quả to như này, quả to này là hiếm lắm. Mình đi săn trong kho thì mình còn rất là nhiều quả nhé. Quả thì rất nhiều, các loại nhỏ to thì không có, nhưng mà loại nhỏ thì đang còn rất là nhiều, vừa vừa nhớ nhớ. Anh em nào cần thì cứ liên hệ Chiên, điện thoại 0989821. Rồi anh em thấy hay thì nhớ like và chia sẻ kênh, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh và rung chuông để nhận những video tiếp theo. Khi bên Chiên có video mới thì sẽ tự cập nhật cho các bạn, để các bạn được xem những video tiếp theo để săn được những hàng độc và lạ cần thiết cho công việc cho xưởng. Thì anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ Chiên qua điện thoại, số điện thoại Zalo luôn luôn chat 24/24 cho anh em. Thì anh em nào cần thì liên hệ 0989821011. Xin chào anh em, chúc anh em một ngày mới thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi.
Xin chào anh ạ. Nếu anh em nhớ đăng ký và bấm chuông cho mình nhé.